Đầu tiên kết nối với Wi-Fi Airtel. Sau đó mở trình duyệt web lên. Gõ vô ô địa chỉ 192.168.1.1. Bấm vào chữ setting. Họ password nhập vô chữ admin admin admin. Bấm chữ login. Đổi tên wifi password thì cho bấm vô chữ wifi setting. Là đổi tên. Dưới này là đổi password. Chữ key nè. Ta đổi thành tên khác. Sau khi đổi xong, ta bấm chữ apply. Bấm chữ ok để xác nhận. Rồi, như vậy là xong. Vào lại wifi để kết nối lại.